À, dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. À, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay con cũng đang có mặt tại thị trấn Càng Long của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh hết quý cô chú. Khu vườn của chú Sáu Chậm. Đó thì chú chơi cây cũng có bán cây rất là nhiều quý cô chú ha. Thì hôm nay chú đặc biệt giới thiệu đến quý cô chú một cái số cây bông giấy ở trong vườn. À, chú bán thanh lý quý cô chú tại vì vườn của chú thì quá nhiều cây. Đó thì bông giấy thì có lớn có nhỏ, đủ các loại hết, đủ các màu hết. Quý cô chú nào có nhu cầu thì mình ghé vườn chú hoặc là mình liên hệ với chú trên điện thoại để mình kết nối, mình giao lưu. Đó thì trước mắt quý cô chú là một cái cây bông giấy cao to ha, giấy sắc pháo hai màu quý cô chú ơi. Màu trắng với màu hồng sắc pháo ha. Cây này cao 5 6 mét gì đó quý cô chú. Đó, cao tít lên trên này nè, một thân một gốc đi thẳng lên luôn. Lát lượng cây này về mình làm biệt thự sân vườn, làm cổng luôn này nọ cũng hay lắm. Rồi để con bước vô trong nhà ha, phía sau đó là nhiều cây lắm quý cô chú. Phía sau mình còn nhiều cây, nói chung là có lớn có nhỏ, vài trăm ngàn có, vài triệu có, vài mươi triệu có. Đây, như đây là một cây hoa giấy Mỹ nè quý cô chú, giấy giấy Mỹ riêng nè, mà cái thân này chắc cô nghĩ cả trăm quạnh á, cái Mỹ ghim to. Cái này chú để thì chắc nó cũng bị bể thân. Cái này cả trăm hoành đó quý chú ha. Đấy. Thì chú cũng lớn tuổi cho nên là con cũng giới thiệu cho chú, chú không có đứng ra, mình đo được. Chú có số điện thoại trên màn hình đó quý chú, mình gọi cho chú giúp con ha. Đây, một cây giấy nữa khác, đặc biệt là giới thiệu bông giấy cho chú. Quý cô chú nào yêu thích bông giấy tới vườn ha, để cho mình tận mắt mình thấy rồi bắt đầu mình giao lưu. Này mà cái cuộn cái cũ này mà mình cắt mình chơi bonsai cũng đẹp lắm hả cô chú. Quá trời cái cây này. Cũ nó cuộn này. Này hai màu luôn, ba ba bốn màu luôn chứ. Rồi đây là những cái chỗ mà để cây lớn thôi, còn phía sau thì nguyên một vườn phía sau nè. Để con đi ra sau rồi bắt đầu là mình sẽ gọi chi tiết từng cây nhỏ 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 cho mình xem ha. Chú có trang, có mai, đủ các kiểu hết. Mai bay nè quý cô chú, cây mai bay này đẹp nè, về nuôi thêm chi cành nó dày lên nữa, cây mai bay này đẹp. Nó gọn gọn nhỏ nhỏ thôi. Cành phóng bay bay này. Khá là liền lạc. Này, quý cô chú yêu thích thì mình gọi ha. Mai bay bàn trà này. Mình bắt cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh này. Mình để cái cây này cao cao lên cho mình ngồi phía dưới này. Tết có cây mai bay cũng hay quý chú, may mắn bay vô nhà luôn. Đây là một cây sắc pháo nữa nè quý cô chú. Đó, mấy cây này thì cũng chắc rẻ của chú rồi. Chú thì không báo giá, quý cô chú thích cây nào thì mình cứ gọi cho chú giúp con ha. Hai thân bay, hai thân đuổi quyện với nhau. Cái này làm cái cổng cũng hay. Rồi có xanh nữa. Nói chung là chú thì chơi nhiều. Lớn nhỏ cũng có hết. Này si búp hồng nè quý chú, nguyên cái bể to chưa sửa sang gì hết, nguyên một lùm luôn. Này thì như núi non vậy đó, thay vì mình chơi mình sắp những cái đồi núi non ha, sắp tiểu cảnh non bộ thì mình chơi mấy cây này là nó sẵn luôn quý chú ơi, bản thân nó là núi non luôn rồi. Nó ra nhiều cái đặc điểm rất là kỳ quái luôn, bởi vậy nhiều quý cô chú mình tạo tác những cái tác phẩm trên cây luôn, rừng núi trên cây luôn, nhiều cây dáng thế quái quái. Đây, cây bông giấy nữa nè, cao cao như cây dừa.
Này quý cô chú về mình làm cổng rồi, làm cổng cao rồi nè, hợp lý. Có mai xù đó, mai xù chà bá luôn. Mai xù ế bờ bên luôn như cái cúp. Cây này mà xịt rửa ra nhìn phê lắm quý chú ha. Nè, nó xù nguyên cục đó như cái cúp vậy đó. Này chắc cũng khoảng 70 hoành đó quý chú. Xa xa đang thui vậy. Rồi à, phía sau đây à, nhân vật chính hôm nay đây, nguyên cái vườn bông giấy này của chú. Thì bông giấy thì chú đủ màu đủ cỡ chứ, chẳng hạn như mấy cây này là chắc chú dâm cành lại nè, nó ra nhỏ nhỏ vậy nè, về trồng hàng rào trồng gì cũng có. Đây nhiều cây dáng quái quái vậy nè, như cây này thì cái dáng nó cong vậy nè của chú. Cây này về bẻ sữa tay cảnh đây, chơi tiểu cảnh. Đây hồng sắc pháo. Rồi một số cây đây nữa. Mấy cái cây hồng sắc pháo nhìn đẹp quá ha cô chú, bông nó rực rỡ lắm. Nhìn nó đã. Cây này thì cái hai thân nó bệnh nó sắn 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 nhau vậy ha cô chú ha. Đây là màu trắng phớt hồng. Giấy thì con không rành lắm ha cô chú, có gì nói không đúng thì cô chú thông cảm giúp con ha. Đây thì mình thấy trắng trắng phớt hồng mà mình kêu trắng phớt hồng chứ thực ra là có cái tên gì đó con cũng không rành lắm. Đây. Nguyên một vườn đây ha. Đây, có lớn có nhỏ luôn, cô chú mình có thể tùy thích mình lựa chọn ha. Nhìn chà chôm gai góc ha cô chú, nhưng mà hoa thì rất là đẹp luôn. Mấy cái này nè, cái màu này nè, nhìn gai góc chà chôm nhưng mà Tết không thể thiếu, rực rỡ luôn. Rồi ở phía trong này đi cô chú ơi, trong này mình có một cái cây hồng sắc pháo mà nó cái dáng nó cũng hay lắm nè, như này mình làm cổng được nè, mình để cái ngang cái cửa hàng rào của mình á cho nó chạy theo làm cái cổng hay lắm. Chỗ này nè. Cây này khá khá cao ha cô chú, cây này cao lên khoảng cỡ 2 mét mấy á, nó bay ra chắc cũng khoảng 3 mét á. Rồi như mấy cây này cụ thể vậy đó, mấy quý cô chú cứ gọi cho chú ha, có nhu cầu mình làm cổng làm sân vườn vậy đó. Còn nếu mà không muốn hàng nhỏ nhỏ thì có hàng nhỏ nhỏ luôn. Rồi đây cho nguyên cái bụi si búp hồng quá xá luôn. Bụi si búp hồng này rất là to khủng luôn chú, mà đặc biệt là nó dính nguyên nguyên một bệ. Cái này về mình phải đục mình sửa ha, mình vô dây rồi này nọ thì nhìn nó mới thẩm mỹ nữa chú ha. Cái này chú cũng không thời gian làm đó quý cô chú. Ở ngoài ngoài miền Trung miền Bắc á, mình có yêu thích cái dòng này á, cứ liên hệ với chú Sáu ha, đặng mình vô đây cái mình xem trực tiếp mình coi luôn một số cái mẫu nè, để con quay giới thiệu cho quý cô chú luôn. Cây này ra cây cũng rất là phê quý cô chú. Đó, trồng nguyên cái bệ này luôn.
Rồi quý cô chú cứ gọi cho chú 6 số trên màn hình nè, chú tại vườn luôn. Cái mình xem mình trực tiếp mình lựa chọn luôn đây, si búp hồng mà. Bể đặc sệt luôn, núi non non bộ nằm trên này hết nè. Rừng rậm nó nằm trên này hết luôn. Nguyên một bể đặc kẹo luôn. Đây. Đó thì con quay vậy cây nào quý cô chú thích thì cứ bóc điện thoại lên ha, gọi giá gọi số cho chú Sáu đi. Rồi cái mình có giá. Đây, cái bể nè. Si búp hồng nè quý cô chú. Nguyên một bể vậy nè. Đó. Rồi. Ở đây con thấy có cây sọp ha, cây sọp này khá to. À. Đây cái sọp. Sọp này phải cắt lại nữa mới được ha cô chú ơi. Sọp này to khủng. Chú có nhiều cây cũng độc đáo lắm. Đây bên đây. Bên đây những cái bệ này nhìn rất là khiếp ha cô chú. Nhìn rất là khiếp. Này chơi hàng cẩu thôi cô chú ơi. Rồi à, nói chung là không không có thể thiếu mai ha chú, không có thể thiếu mai. Một cái thân to mà người ta ra người ta làm mà lũa lại ha. Đó. Cắt lại. Làm hang hốc đồ này nọ lồi lõm nhìn kỳ kỳ quái không chú, đập mòn cái chài luôn đây nè chú, đập mòn chài luôn mới được mấy cái này. Rồi đây kế bên này của chú một cây bông giấy to nè ha, đây hàng khủng, đây hàng khủng đẹp đây đó, dáng bye bye, dáng bye bye, dáng lão. Đây, chú cũng mai nhiều lắm nha chú, mai to to cũng có ha, mấy cây mai bonsai to nè. Này thì con chủ yếu là giới thiệu cho chú, đặng quý cô chú gọi số điện thoại cho chú giao lưu ha, cây nào cụ thể hoặc là mình xuống vườn ha, chứ cái clip này nhiều quá mình không thể giới thiệu quý chú, mà chú cũng khá lớn tuổi rồi. Dạng vậy đó quý cô chú. Mai nữa nè. Nhiều cây mai đẹp lắm, để lát nữa con đi qua đây có cây mai xù. Đây cây mai nè, mai xù. Để con đi qua đây luôn. Một cây mai xù đây. Xù cốt cành ha, tròn xe luôn cô chú. Cốt cành nó múa tai chi lớn hết trơn ha, xù chảy chảy ha, xù nu nu luôn. Nó có cái mặt cắt mà nuôi cỡ này thì mặt cắt này thì cũng khá rồi ha. Nhìn tai chi thấy phê không chú ha, tai chi khá lớn liền lạc. Cây thì nhiều lắm nghe quý chú, cây to nhiều. Dài dài bên đó. Đây, cây một cây bonsai nữa nè. Này mới dường như mới xả dây nè quý chú. Nuôi cốt cành, cốt chi cỡ này ha, khá là lớn. Rồi đây. Phôi bông giấy.
Rồi đi qua đây luôn với chú ơi, giới thiệu một số bông giấy nữa rồi con kết thúc ha, để hơi clip dài quá cô chú xem mà không báo giá thì cũng cũng chán. Quá đẹp, những cái cây bông giấy đó, cô chú, sát pháo á, sát pháo xưa đẹp lắm, màu nó rực rỡ. Đây mấy cái bông giấy thì già thì nó ra vậy nè, bỏng lỗ vậy nè, đó là cái điều đương nhiên luôn đó cô chú. Già thì phải hư heo chút đỉnh. Quá đẹp luôn, hoa giấy mà sát pháo, cái màu này hầu như là cái màu được ưa chuộng nhất, Tết là không thể thiếu màu này trong nhà, chú đỏ rực rỡ luôn. Đây thì chú đây một số cây này, của chú con quay sơ lược cho nè. Đó. Cây lớn cây nhỏ nói chung là đủ các loại hết trơn á. Rồi. Mình cứ hẹn chú đi ha quý cô chú ơi, hẹn gặp ở dưới đây đi, quý cô chú có nhu cầu ở đây là khóm 3 thị trấn Càng Long của huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, ở đây còn nhiều lắm. Cao to gì cũng có hết. Hàng mà mới dầm cũng có luôn, đây nhiều lắm. Đây đây. À đặc biệt có con cây này của chú. Cây này nó bay. Của chú nó như như con rồng vậy đó. Đây nè. Bay như con rồng nha, đó bay ra ngoài này. Rất là độc đáo. Này về để cặp theo cái hàng rào của mình thấy không chú, hoặc là cái cổng của mình ha, nhìn đã. Cây này cây cũng già cây lắm, hai màu trắng trắng hồng này, mình bước vô đây như là lạc rừng hoa ha, hai màu trắng hồng nó bay tít ra xa đây luôn, là một thân cái chú nó bay liền lạc ha, bay xa 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 vậy nè. Cái này chắc nó bay ra chắc tầm khoảng 6 7 mét gì đó cô chú. Rồi, đây cũng đi qua đây. Dưới này có cây sọp, sọp này già lắm, già, sọp đọt đỏ. Cái thân nó kìa. Này tứ diện, ô cây này già lắm, già của chú, cây này nó nu, già nu luôn. Rồi trở lại cây hoa giấy này, đây nó từ trong một cốt nó đi ra ha, một cốt đi ra. Rồi đây bài xa xa vậy nè, hai màu trắng trắng hồng của chú nhìn rất là đẹp luôn ha, nó ra bông là không ra lá. Rồi đây cũng có một cây nữa nè chú, đây thì cây cũng nhỏ nhỏ mà chú bắt cái vàng lên cho bài bài cũng vậy nè, cũng hàng với cái khung luôn. Rồi đây đó, con cũng đi hết vòng cho quý cô chú xem ha, có gì không, có gì quý cô chú mà có nhu cầu gì đó thì cứ gọi cho chú ha, số trên màn hình hoặc là trên tiêu đề giúp con ha.
Đây mình có đồ xưởng gỗ mỹ nghệ luôn. Cái cây gỗ luôn, đầy đủ luôn. Rồi, bước ra cái đường bên này để cho. Một cây sọp quá già luôn. Cây sọp này con quay sọp nhiều nhưng mà mấy cây già già này nhìn mới đã nè quý chú ha, nhìn nó hang hốc nó đã lắm, nhìn cái da nó nè. Ok, này đúng là cây dáng non bộ luôn chú, thế mà tam đa luôn. Ba ngọn núi luôn nè, đây ba đỉnh ngọn, 1 2 3 ha. Cây này đẹp quý cô chú, cây này là một cây đẹp đây. Nhánh này nó hơi che. Rồi qua mặt bên đây. Cây sọp. Khá là độc đáo ha cô chú, cây sọp này dài cây lắm à. Da lên lên da đồng. Cây này về mình ba cái ngọn dễ chơi nữa chú, mình sửa tay chi lại ha. Đó. Nhìn rất là phê luôn. Rồi. Rồi thôi hát của chú, con quay trở vô. Cũng hết vọng dưỡng chú, ở đây rộng lắm của chú ơi, từ trước ra sau nhiều lắm. Nè, con hàng khủng thì cái này đúng là rừng luôn nè, nguyên cụm rừng nằm đây nè, chả biết cái rừng gì nữa. Này về mình có nhu cầu mình làm cái đồi á, mình để nguyên cái cụm này lên luôn. Còn ra si búp đỏ, cái búp đỏ ngoài nắng thì nó đỏ vậy nè cô chú ha, nắng thì nó đỏ đỏ rực vậy nè, nó đỏ đậm vậy nè, này mới đúng là đỏ nè. Rồi rồi con kết thúc đây hả cô chú, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả cô chú yêu mến theo dõi, thì xin mời gọi cho chú Sáu giúp con ha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Quý chú nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha quý chú.